Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Voice Trần Thi. Rồi, tiếp tục công giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ mà Trần Thi giới thiệu giao lưu. Quý anh em những cái dòng cây khai thác. Rồi, trước mắt quý anh em là một dòng cây quen thuộc, cây Hải Châu. Cây này thì cái dáng đổ, cây này thì vào một cái tượng cũng hàng nghệ thuật. Chơi bàn trà khá là đẹp những quý anh em. Cây này chơi bàn trà khá đẹp nha. Một cái dòng lá nhỏ luôn. Tuy nhiên thì cái này mùa trái ta hẹn năm sau nha quý anh. Cái này thì cái dòng lá nhỏ luôn. Dòng này thì trái rất là ok nha. Cái này cũng khá là hay. Rất là hợp với cái tượng. Chỉnh chu và chỉ cần tất cả mọi thứ rồi. Quý anh em mua giao lưu về chúng ta chỉ chơi thôi, chúng ta không làm gì nữa nha. Cây này thì cái quanh. Cây này cái quanh của nó là 15 nha quý anh em. Còn nó 15 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu tính từ tổng tổng cao luôn là 47 nha. 47. Cái tự cái đường kính miệng chậu là nó là 14 nha quý anh em. 14 nha. Cây này khá là ok. Cây này cũng khá là duyên, cây nó rất là hợp với cái tượng của anh em. Dòng lá này thì lá nhỏ mà lá dài nha, nhưng cái dòng lá này nó dày lá nên là nó trái nó những dòng này trái rất ok. Cái này đế đẹp nha, đế khá ok này. Ủa, cái bộ đế nó khá là ok. Cái này chúng ta về thì chúng ta tiếp tục để chăm sóc thôi, không cần làm gì nữa nha. Đây nó có những cái coi lượng, có những coi lượng khá là đẹp. Cây hay nha, cái này của anh em chơi bàn trà này khá là hay nha. Rồi của anh em xem tổng thể cây sang thì bán giá luôn. Một cây Hải Châu và một tượng nghệ thuật dòng lá nhỏ rất là đẹp. Rồi cái này bên sang thì giao lưu của anh em giá là 2 triệu bao ship nha. Rồi 2 triệu bao ship. Rồi xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsa Trường Thi. Đây tiếp tục giao lưu quý anh em một cái cây Hải Châu. Cây này thì một cúc, cây này thì dòng lá cũng đẹp. Cây này có lũa nha quý anh em, cây này lũa lũa rừng. Nhưng cây này thì giao lưu quý anh em là người ta đam mê về lũa nha, thì nó dễ chơi. Chúng ta hiểu một tí xíu về lũa thì nó khá là dễ chơi thôi. Những cái dòng này nó là lũa rừng cho nên là chúng ta không, nó không có mục nữa nha của anh em. Cây cũng khá là duyên, cây khá là ok nha. Cây này rồi, cây này tổng hoành nó nha. Cây này tổng hoành nó là khoảng 48 của anh em, 48. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên thì nó khoảng 30 nha. Và cái bộ tán của nó thì khoảng 50 của anh em. Chậu này là chậu Trung Quốc nha. Chậu hàng cũng ok. Tức là 39 và cao là 15 chữ nhật, Trung Quốc chữ nhật. Quý em xem gần hơn, quý em xem phần lũa cây, để cây khá đẹp nè. Lũa lũa thép nha, lũa thép. Quý em an tâm ta chơi thôi, chúng ta hiểu một xíu lũa thì nó cũng khá là đơn giản thôi, tại vì nó là lũa thép cho nên nó không có bị mục nữa nha quý em. Cây dòng lá cũng đẹp nha, lá khá đẹp. Cây này người ta chơi năm sau của em, họ trái người ta chơi mùa sau nha. Cây khá là duyên cây, giá cũng hữu nghị của em nghiên cứu. Dòng lá này là đẹp nha. Cây Hải Châu những cái cốt này khá là già rồi nha. Cốt này thì nó là những cốt tầm khoảng 3 năm rồi. Một cây Hải Châu một cốt hàng bữa sai một người bê nặng nha của em. Cái này khá duyên nha, cái này có phần lũa nha quý anh em. Cái cũng hay nha. Rồi cái này mình sang thi giao lưu quý anh em, giá là 1 triệu 8 bao ship nha. Rồi 1 triệu 8 bao ship. Rồi tiếp tục giao lưu quý anh em một số cây hàng bonsai dòng khai thác. Thì cũng là dòng cây quen thuộc. Trước mắt quý anh em là một cây Hải Châu. Một cây Hải Châu một bệ, cái này một bệ ba thân. Một bệ ba thân.
Cây này thì cái dòng lá nhỏ, cây này cũng khá là hay. Mời quý anh em xem tổng thể coi. Cây này được vào một cái chậu giá cổ cũng khá là xịn sò nha, hợp với cây. Một cái cây tâm đa và cây này thì cũng có một vài cái hoa lác đác. Dòng Hải Châu thì bây giờ cũng cuối mùa rồi quý anh em, cuối mùa rồi. Đây cái này thì quanh tổng quanh nha. Cái này tổng quanh nó là 34 của anh em, 34. Thì ba thân này thì nó tương đối bằng nhau của anh em. Thì tích xúc một thân của nó thì nó khoảng 12 nha, 12. Rồi cây có chiều cao đến từ mặt chậu lên tới ngọn thì nó khoảng 25 nha. Và phủ tán thì nó khoảng 35. Chậu này là chậu ô quanh giá xưa nha, kích thước 39 và chiều cao chậu là 13. Cây Hải Châu dòng lá đẹp luôn của anh em, lá đẹp luôn. Cây này có bộ đế khá hay nha, của anh em xem phần đế nha, đế khá hay, khá là ok luôn. Bên đây nó có một cái gù khá đẹp nè. Thì cây này thì cái phần thân này thì nó có một cái lũa ở đây nha. Còn em thua của anh em lũa rừng nha, lũa từ lúc khai thác. Đây một cái dòng lá đẹp luôn, dòng lá nhỏ đẹp luôn. Cái này chi cành khá là già, tuy nó đang nứt mầm non nhưng mà cái chi thứ nhất của nó cũng khá là già rồi. Những cái chùm hoa này, những cái chùm hoa trái mùa rồi. Dòng Hải Châu lá nhỏ cực đẹp luôn. Cây cũng khá là duyên cây. Cây này hàng bonsai bằng trà đẹp nha quý anh em. Giao lưu giác con hữu nghị quý anh em nghiên cứu. Một cây Hải Châu một bệ ba thân tam đa khá là đẹp nè quý anh. Cây này sang năm thì người ta chơi hoa trái thì vô tư nha quý anh, rất là đẹp. Rồi cây này giao lưu quý anh em giá là 1.600.000 bao ship nha. Rồi 1.600.000 bao ship. Giới thiệu quý anh em một cây Hải Châu, một bệ hai thân, một bệ hai thân. Cây này cũng khá là hay. Giá hai thằng song thủ khá hay của em. Hàng bonsai một người bê nặng tay nha, một người bê nặng tay. Cái này chỉ cần khá ổn rồi. Cái này thì cũng đã qua cái mùa hoa trái của em. Cái này dòng Hải Châu thì tới thì điểm bây giờ thì đã qua cái mùa hoa trái rồi, chỉ còn lác đác một vài trái thôi. Cây khá là ok của em. Dòng Hải Châu thì cũng khá quen thuộc rồi, xanh thì cũng không có giải thích nhiều. Rồi cây này thì cây có hoành 49 của nè, 49 nha. Hai thân thì cái hoành thân bên này thì nó khoảng 14 nha, đa tại vị trí nhỏ nhất nha, 14. Bên đây thì nó khoảng 14 luôn của nè, 14 luôn. Rồi cây này có chiều cao tính từ mặt chậu lên khoảng 34 nha quý anh em. Chiều ngang thì còn 45. Chậu này là chậu Trung Quốc nha, chậu đất nung hàng Trung Quốc. Kích thước là 38 nha, chữ nhật 38. Và cao là 8 phân quý anh em. Một cây Hải Châu cũng khá là ok. Còn sót lại một chùm trái đây quý anh em. Trái đó. Nói chung là cái Hải Châu thì mùa này là cũng hết rồi nha quý anh em. Miền Trung đã qua cái mùa mưa, đã bắt đầu vào cái mùa mưa thì Hải Châu nó không còn trái nữa nha. Cái lũa này là lũa rừng nha quý anh em, lũa thép nha. Của này có một lũa thép nữa. Chung là sống hết nha, còn dưới đây sống hết nha quý anh em. Chỉ có lũa khu này thôi. Đế là ok nha. Dòng lá cũng tương đối. Những dòng này trái rất là lớn nha. Những dòng lá nó dày lá thì trái rất là ok. Cây khá là ok của anh em. Hải Châu thì nó cũng rất là nhiều cái dòng lá. Cây này thì lá nó tương đối thôi chứ nó cũng không có lớn lắm nha. Cành thì cũng khá là chuẩn rồi. Cây này giao lưu của anh em về người ta chơi thôi. Cây cũng khá là ok rồi. Rồi của anh em xem tổng thể cây. Tổng cây mình sẽ thì bảo dễ vô luôn. Cây Hải Châu dáng song thụ, mỗi sai một người bê nặng tay, một người nặng tay, khá là đẹp. Cây này khá đẹp của em.
Rồi cái này bên sang thấy Zalo của anh em giá 1 triệu 7 bao ship nha. Rồi 1 triệu 7 bao ship.